Liên quan đến vụ 35 học sinh chơi slime chất dẻo ma quái bị ngộ độc ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng như VTC đã thông tin trước đây, người bán hàng cho biết các em mua thứ chất dẻo này về chơi và trộn với nhiều chất khác để chế ra đồ chơi theo ý thích. Đây chính là slime hay gọi là chất dẻo ma quái được bày bán công khai, trẻ em rất thích chơi nhưng đã nhiều lần được báo chí cảnh báo về mức độ nguy hại của loại đồ chơi này. Bà Lâm Thị Lựu, chủ tiệm tạp hóa ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Cửa hàng bà Lựu nằm gần cổng trường và là nơi đã bán loại slime cho các em học sinh trường tiểu học số 1 Hòa Khương. Bà Lựu cho biết hàng được lấy từ cửa hiệu của bà Hát kinh doanh trong tòa nhà siêu thị NK. Bán như chị nhưng mà mấy cháu dùng được không bị. Đến đây là do là mấy cháu là về pha chế thêm nhiều chất vô, là phản ứng ngược lại. Theo bà Lựu, sau khi sự việc ngộ độc xảy ra, trong ngày 16 tháng 4, bà đã cùng công an và y tế đi xuống cửa hiệu của bà Hát. Cơ quan công an cũng đã lấy mẫu loại slime có liên quan đến vụ việc. Hiện tại, cửa hiệu của bà Lựu không còn bán slime. Khi được cung cấp lại hình ảnh, thì bà Lựu xác định ngay loại hàng trong túi bóng ghi chữ Trung Quốc. Bà Lựu cho biết loại slime mà các cháu chơi đã qua pha chế và cho màu đẹp. Món anh chị luôn, cái món là đồ bóng mà sót, cứ sang cứ tẩm nước bẩn rồi đem lên luôn, sang cứ đổ mà thực phẩm vô ngoại lên luôn. Bữa hôm qua hôm kia là có ngay trên trường là có cái chị, mấy chị nhắn tin trong Zalo lớp á, là chị kêu là nghe là lớp bên bóng trên một á, mấy con mấy đứa nó lẫn bóng cái slime á, á là về cũng có nghe bé nói mà hôm qua là về là bé có triệu chứng nó đau ruột, mình không biết là mình nghĩ chắc là nó đau ruột bình thường thôi, cái sáng nay cũng chở bé đi bình thường mà mãi mới nghe bé nói là đi qua lớp 4-1 á, là nghe cái mùi slime nó xong rồi bắt đầu nôn mửa. Một cán bộ y tế cũng xác nhận loại đồ chơi các em sử dụng dạng nước có qua pha trộn với một số loại phẩm màu nhiều màu sắc. Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang cho biết, công an đã thu mẫu slime để đưa đi kiểm định và tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời đã tiến hành tìm hiểu nguồn gốc số đồ chơi được trẻ em hay gọi là chất dẻo ma quái này. Slime là đồ chơi có xuất xứ từ nước ngoài, còn được gọi với cái tên chất nhờn ma quái. Slime thường được làm từ chất tẩy rửa cùng với hồ nước, tạo thành khối sệt mềm dẻo không dính. Slime hay được bán ở các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng đồ chơi cho trẻ em. Trên mạng xã hội cũng hướng dẫn có thể tận dụng các sản phẩm tẩy rửa tại nhà mình để làm thành slime.